sốc với mức tăng, hoa mắt, chóng mặt của một cổ phiếu. Các chỉ số tiếp tục diễn biến rằng co trong phiên giao dịch sáng nay, ngày 11 tháng 7. VN Index tạm kết với mức tăng 3,91 điểm tương ứng 0,4% lên 977,56 điểm và HNX Index tăng 0,79 điểm tương ứng 0,75% lên 105,93 điểm. Trên quy mô thị trường, số mã tăng đang thắng thế so với số mã giảm. Có 299 mã tăng giá, 35 mã tăng trần và 229 mã giảm, 24 mã giảm sàn. Thanh khoản vẫn đang nút thắt cho đến hiện tại. Tâm lý nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng trong kế hoạch giải ngân. Có 71,83 triệu cổ phiếu được giao dịch trên SX tương ứng 1.422,93 tỷ đồng và 12,45 triệu cổ phiếu giao dịch trên HNX tương ứng 205,17 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng sáng nay diễn biến tích cực, trong đó VCB và BID là các mã dẫn dắt thị trường. VCB đóng góp tới 0,88 điểm cho VN Index và BID đóng góp vào mức tăng chỉ số 0,66 điểm. CTG, TCB và MBB cũng nằm trong top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN Index sáng nay. Ngoài ra, chỉ số chính cũng được hỗ trợ bởi các cổ phiếu lớn khác như GAS, Saber, SPG, PLX, VNM chiều ngược lại, MSN, VIX, VJC lại giảm giá và ảnh hưởng kém tích cực đến VN Index. Sáng nay, cổ phiếu BAX của công ty cổ phần Thống Nhất tiếp tục tăng giá mạnh 1.000 đồng tương ứng 1,45% lên 70.000 đồng. Đây cũng là mức đỉnh giá lịch sử của mã cổ phiếu này kể từ khi niêm yết đến nay. Mức giá thấp nhất của BAX trong một năm trở lại đây rơi vào thời điểm đầu năm với mức giá 20.324 đồng trên cổ phiếu. So với thời điểm đó, sau khoảng nửa năm giao dịch, BAX đã tăng giá gấp 3,44 lần. BAX là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp KCN Bảo Xéo. Trong quý 2 vừa rồi, BAX đạt doanh thu thuần hơn 47 tỷ đồng, tăng 189% so với cùng kỳ, lãi tăng 271% lên 20,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BAX đạt 144 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt gần 62 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Theo nhận định của giới phân tích chứng khoán, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp đang được hỗ trợ bởi hoạt động dịch chuyển sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài từ Trung Quốc sang các nước lân cận. Nêu đánh giá về thị trường, công ty chứng khoán VCBS cho rằng, dòng tiền trên thị trường bắt đầu trở nên dồi dào hơn trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn trước những diễn biến tích cực của VN Index. Động thái mua dòng liên tiếp trong 5 phiên gần nhất của khối ngoại cũng là một điểm sáng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Trong bối cảnh như vậy, VCBS khuyến nghị tìm kiếm cơ hội đầu tư, lướt sóng, ngắn hạn với nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong đó ưu tiên những doanh nghiệp có dự kiến kết quả kinh doanh tốt trong quý 2 phần 2019 và nửa cuối năm 2019. Mai Chí, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.